Rồi, bắt đầu này. Câu 1, snow là âm mưu, knowledge là âm o và show là âm mưu, no là âm mưu. Đáp án đúng là phương án B vì nó là âm o, còn ba từ kia là âm u. Câu số 2, volcano tiếp tục là âm u, balloon âm ơ, solve âm u và love là âm a. Vậy đáp án đúng câu này là phương án D vì ba từ kia là âm u. Câu số 3, promised là âm t, hoped là âm t, booked là âm t và burned là âm d. Vậy ta có đáp án đúng câu này là phương án D vì ED được đọc thành âm d. Câu số 4, scissors trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, happy rơi vào âm 1, impressed rơi vào âm 2, lovely rơi vào âm 1. Vậy đáp án đúng câu này phải là phương án C vì nó rơi vào âm 2. Certain rơi vào âm 1, anyone âm 1, curly âm 1, ashamed âm 2. Được chưa? Vậy đáp án đúng câu này phải là phương án D. Enjoyment âm 2, pagoda âm 2, business âm 1 và collection là âm 2. Vậy đáp án đúng câu này của con phải là phương án C vì nó rơi vào âm 1. Như vậy là đã xong 6 câu đầu tiên nhé. Bây giờ đến câu số 7 này. Câu số 7 là con ghi nhé. We suggested. Sau suggest là một động từ đuôi ing. Vậy cái từ avoid này phải chuyển thành avoiding. Đúng chưa? Và câu này là cô sửa luôn vào đây. Thì mới đúng. Đúng chưa nào? Câu số 2. We can reduce garbage by. Và các con nhìn thấy cái từ by là một giới từ. Thì trong trường hợp này, giới từ phải cộng với một động từ có ở dạng đuôi gì đây? Đuôi ing. Vậy ở đây cái từ reuse và từ recycle phải chuyển thành động từ đuôi ing thì mới đúng. Câu số 9. Nếu bạn không tìm thấy chỗ của bạn thì tôi sẽ giúp bạn bằng cái bản đồ này. Thế giúp ai bằng cái phương tiện gì thì tôi có cái công thức là help somebody with. Đấy, cái công thức của nó là help somebody with something, giúp ai với cái gì. Được chưa? Và cái công thức này thì chúng ta thấy là cái câu này nó sẽ sai từ by. Từ by lúc này phải sửa thành từ with. Câu số 10. Chúng ta có từ with là động từ và theo đúng công thức thì cứ động từ sẽ phải cộng với trạng từ ADV. Đúng không nào? Động từ cộng với trạng từ. Vậy trong trường hợp này từ nervous phải chuyển thành từ nervously thì câu này mới đúng. Câu số 11. Chúng ta có công thức là ngôn ngữ thì không đi với mạo từ under. Được chưa? Trước ngôn ngữ không có mạo từ, vậy đáp án đúng câu này phải là phương án D. Tiếp theo, câu số 12. Chúng ta có morning thì là đi với in the morning, nhưng khi có một buổi sáng trong tuần nào đó cụ thể, ví dụ Saturday morning hoặc Sunday morning thì các con phải đi với giới từ on. Đáp án B. Câu 13. Ở đây ta có 4, 5 months, 5 tháng. Vậy ta biết ngay lại câu này lại có how long. Vậy câu này sẽ là dùng hiện tại hoàn thành. Đúng chưa nào? Vậy đáp án đúng câu này của con phải là phương án C. Have you known her? Câu số 14. I can't afford. Sau động từ afford sẽ là một động từ to verb. Vì vậy trong câu này chúng ta sẽ có đó là afford cộng với to verb. Đúng không nào? Đúng chưa? Vậy cái câu này đáp án đúng phải là phương án C. Câu số 15. Câu này là con để ý kỹ cái từ do nhé. À, đứt này. Tôi không biết anh ta làm gì để kiếm sống. Vậy ở đây đứt phải đi với what thì câu này mới có nghĩa. Còn ba cái từ này cho vào câu không thích hợp về nghĩa. Câu số 16. Mình không thể đi con phố này được bởi vì nó đang được sửa và cái này nó hiện hữu ra cái hành động đằng sau nó phải đang xảy ra mà có is ở đây rồi thì đằng sau sẽ là being repaired. Câu 17. Câu 17 các con nhìn kỹ từ van. Van ở đây. Van ở đây là hơn, vậy ở đây câu này phải chọn so sánh hơn là better. Được chưa? Sarah giỏi môn hóa hơn Susan. Câu số 18.
À, các con nhìn thấy từ now là bây giờ. Vậy đây chắc chắn là câu điều kiện không có thật ở hiện tại rồi. Nếu tôi có rất nhiều tiền thì tôi sẽ mua một cái xe mới. Một số bạn vẫn cứ chọn nhầm, chọn sai cái câu này. Đấy, đáp án đúng câu này phải là điều kiện loại 2. Nha, câu này phải là câu điều kiện loại 2. Vì vậy đáp án đúng cái câu này phải là had cộng với would buy. Câu 19. Những học sinh đang đọc cuốn sách nói về thảm họa thiên nhiên. Vậy đằng sau cái này là which are on disaster. Nó chính là một mệnh đề quan hệ làm rõ nghĩa cho từ books. Và trong câu này từ some books chính là một từ dùng để chỉ sự vật. Vậy câu này các con phải dùng từ which để thay cho từ some books. Đáp án C. Câu 20. Ông ấy rất già nhưng ông ta làm việc rất chăm. Hai mệnh đề này có từ old và từ work hard rất là đối ngược nhau đúng không nào? Vậy đáp án đúng là phương án A. But câu 21. Ở đây đã có từ one year ago, một năm trước. Vậy ta biết câu này sẽ là câu ở quá khứ. Vậy đáp án đúng câu này phải là phương án A, left. Câu 22, chúng ta có từ why. Nó sẽ đi với quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Và trong trường hợp này các con phải chọn phương án C. Trong khi Tom đang chơi tennis thì An tắm. Ok chưa? Hai hành động song song xảy ra. Câu 23. Bạn có muốn ăn tối cùng với tôi không? Đây là một câu mời. Và câu mời thì cái người kia đồng ý hay không đồng ý, đúng không nào? Đáp án đúng là phương án A. Đồng ý, tôi rất là thích. Câu 24, rất nhiều bạn chọn sai nhá. Tôi đang nghe nhạc pop, à tôi thích nghe nhạc pop, đây là một quan điểm. Thế bây giờ nếu cái người nói là tôi cũng vậy thì người ta phải nói là I do too chứ không được nói là I am too. Câu này sai mất từ am nhá. Vì sao? Vì trong câu này cái từ am này nó là trợ động từ của cái động từ ở vế trước của cái động từ enjoy này này, mà cái động từ này là động từ ở thể hiện tại đơn thì trợ động từ của nó là do chứ không phải là am nhá. Trợ động từ ở vế sau phải lấy đúng trợ động từ cùng thì với động từ ở vế trước. Mà bây giờ câu này là câu khẳng định, enjoy là khẳng định thì không dùng neither. Câu D tiếp tục sai từ am, vậy đáp án đúng câu này là câu B. Tôi thích nghe nhạc pop. Mary đáp lại là tôi thì không. Câu 25. Với vai trò là một phóng viên, cô ấy luôn luôn muốn có được thông tin một cách trực tiếp. Đây là một thành ngữ, ta có từ at first hand, tức là không qua tay ai cả, tức là có được thông tin qua cái tay cô ấy là tay đầu tiên. Vậy đáp án đúng câu này là con phải chọn phương án D, directly. Câu số 26. Rất khó để hiểu được anh ta nói. Được chưa? Vậy hiểu ở đây đồng nghĩa với từ make out. Câu 27. Động từ à, cái tính từ scare đồng nghĩa với từ frighten. Câu 28. Câu 28 các con để ý kỹ này, từ này là opposite đúng không? Chọn từ đối nghĩa đúng không? Rồi, thì bây giờ chúng ta nhìn kỹ nhá. Một trong những cái chìa khóa để có cái công việc kinh doanh thành công thì đối nghĩa với thất bại thì nó phải là 40. Tiếp theo, bác sĩ khuyên Peter bỏ thuốc, bỏ thì đồng nghĩa với tiếp tục, đáp án B, continue. Trái đất đang bị đe dọa. Đe dọa có nghĩa là đang bị khủng bố đúng không nào? Vậy đây đối nghĩa của nó sẽ là defeated, đánh bại, thắng. Bài tiếp theo là một bài đọc. Bài tiếp theo là một bài đọc, các con nhìn kỹ bài đọc này. Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ có tên là. Vậy đây chính là cái câu bị động và cái câu này chính là hình thức rút gọn của mệnh đề quan hệ, đó là which is called. Đấy, câu này chính là rút gọn của hình thức bị động đây, which is called. Cô ghi chú vào đây nha. Đây là rút gọn của mệnh đề quan hệ. Câu thứ hai,
Tôi rất yêu nó bởi vì ngôi làng là một nơi rất là yên tĩnh và cuộc sống rất là chậm chạp, vân vân. Được chưa? Ngôi làng rất là sạch, mọi người chăm sóc ngôi làng và không vứt rác vào, vứt rác trên phố. Không khí cũng rất là chấm chấm chấm. À, không khí cũng rất là sạch. Vậy cái câu 33 này các con tính cần tính từ clean. Cái câu 32 này giờ nó đang bị che cái này, không phải nhấc cái này lên. Nào, câu 32 nào. Bạn không bao giờ phải xếp hàng trong các cửa hàng hoặc ngân hàng. Vậy đây nó chỉ sự không bắt buộc. Vậy đáp án đúng câu này phải là phương án D. 32D, 33C. 34 nha. Mọi người biết nhau và nếu ai đó gặp vấn đề thì luôn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Vậy đây là bắt đầu của từ nối của mệnh đề điều kiện. Câu 34 các con sẽ phải chọn phương án A là if. Câu 35. Một điều mà không nhiều, có một điều là không có nhiều thứ để làm vào buổi tối. Vậy đây cái câu này nó chỉ mục đích đấy. Vậy cái câu này các con phải chọn phương án B là to do, không có nhiều thứ để làm. Ok chưa? Thế còn ba cái từ này đều không thích hợp về nghĩa để cho vào đây. Bài tiếp theo đó là bài đọc. Cô sẽ dịch qua bài đọc cho các con nghe nhé. Nào, trật tự để nghe nào. Tập trung vào bài và nhìn lên màn hình, cô chỉ đến đâu là cô đang dịch đến đấy. Con người phát hiện ra lửa rất nhiều năm trước. Lần đầu tiên con người nhìn thấy lửa có thể là khi mà một cái cây đánh bởi sét. Và con người sớm nhận ra rằng sớm nhận ra cái cách để tạo ra lửa cho chính mình. Và tuy nhiên thì con người lại tạo ra lửa bằng cách là chà hai viên đá cùng với nhau. Vậy ở đây ta có từ rubbing two rubbish two sticks together. Lửa rất quan trọng với con người và con người cần lửa để giữ ấm vào buổi tối. Con người luôn luôn dùng lửa để nấu ăn và con người dùng lửa để frighten away enemies, để đánh đuổi kẻ thù đi và động vật hoang dã đi. Và ở một số nơi trên thế giới thì người ta còn dùng lửa để signal messages, để gửi gửi tin. Được chưa? Người Ấn Độ da đỏ ví dụ người ta dùng lửa để make smoke signals, tức là người ta để báo tin. Ví dụ từ ví dụ người ta đốt khói ở đâu thì ở đấy có người, ví dụ như thế thì đấy là dùng lửa để báo tin. Và một số nơi trên thế giới con người ta dùng lửa để warn their friends of dangers, tức là để cảnh báo bạn bè mình trước cái nguy hiểm. Lửa cũng được sử dụng để cung cấp ánh sáng. Trước khi có đèn dầu thì người ta đã dùng lửa, dùng đuốc, đúng không nào? Và bước trước khi con người phát hiện ra ga và điện thì người ta thường treo những cái quả cầu lửa ở trên phố để thắp sáng phố. Người con người cũng từng dùng lửa để tính giờ và người ta phát minh ra một cái đồng hồ gọi là candle clock, tức là đồng hồ nến đấy. Người ta làm hồng đồng hồ nến mất ít nhất 12 giờ để cháy hết một cái đồng hồ nến này. Và sau đó thì người ta chia cái đồng hồ nến ra thành 12 phần. Đúng chưa? Và người ta thắp nến và sau đó thì cái đồng hồ đó có thể nói chính xác thời gian bằng cách là đếm cái phần nến đó bị được thắp. Ví dụ 12 giờ thì chia ra 12 khúc. 12 khúc thì bắt đầu tính ra mỗi một khúc là một tiếng, đúng không? Nhưng cái candle clock, cái đồng hồ nến đấy không không luôn luôn chính xác bởi vì là nó còn phụ thuộc vào gió thổi. Rồi trong trường hợp là nến cháy quá nhanh. Đấy, thế như vậy toàn bộ cái bài đọc này là nói về cái việc sử dụng lửa. Đúng không? Bây giờ đến câu 36 chúng ta bắt đầu nhé. Man probably first made fire. Con người đầu tiên tạo ra lửa bằng cách nào? Vậy câu này mình dựa vào từ first made fire. Đấy, cái từ này là cái từ cần lưu ý này. Nào, bây giờ mình dò lên bài đọc. Khi làm bài như thế này, đương nhiên các con phải tìm từ khóa. Khi con tìm được từ khóa rồi thì con sẽ tìm quay lại bài đọc để đọc lại. Nào, họ làm lửa bằng cách nào đây? Đây, they soon learned how to make fire for himself. Soon nha. Đấy, họ sớm đã học ra cách tạo lửa, đúng không nào? Tiếp đây là rubbing two sticks together đây, ta có cái từ này đây.
Đấy, vậy cô bôi đỏ cái màu này nhá. Đây chính là phần đáp án của con, đúng chưa? Đáp án đúng là phương án B, câu 36. Tiếp theo, mend properly first you find, tức là dùng lửa đầu tiên vào việc gì? Đáp án đúng là phương án D, keep warm at night. Đây, các con nhìn thấy đây. Keep warm at night. Được chưa? Tiếp theo, câu 38. The Red Indians. À, người Ấn Độ da đỏ dùng lửa để làm gì? Trên này ta có đây, Ấn Độ da đỏ đây. Smoke signals, tức là đốt khói lên để tạo ra tín hiệu. Vậy đây chính là cái cách dùng để send messages, để gửi thông báo đến ai đó. Đúng chưa? Câu 39. Những con phố đầu tiên, đúng không nào? Làm sao đây? Những cái đèn đường đầu tiên chính là small fire hanging baskets, đó chính là những cái đèn đường được treo bằng những cái quả cầu lửa đấy. Vậy đáp án đúng là phương án B nhé. Tí nữa mà hết giờ là các con vào lại ngay lập tức luôn nhá. Được chưa? Để chúng ta vào tiếp và chúng ta học luôn. Vậy đáp án đúng cái câu này, các con sẽ phải chọn phương án B. Câu 40, cái đèn nến đấy cháy trong 12 tiếng. Đây, trên này nó có 12 tiếng này. 12 hours to burn này. Exactly 12 hours to burn này. Nhìn thấy chưa? Tiếp theo này. Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem. Vậy câu này đồng nghĩa với câu D. Tôi đã xem rất nhiều phim nhưng đây là bộ phim hay nhất. Câu 42. Cái kết quả kỳ thi rất tốt của cô ấy làm cho chúng tôi không ngạc nhiên một tí nào hết. Có nghĩa là chúng tôi không hề ngạc nhiên. Đáp án đúng là phương án B. We were not surprised at her good result. Ở đây ta có cái công thức đó là to be surprised at. Ngạc nhiên với cái gì? Câu 43. Tôi đã cảnh báo bạn là không để xe ở bên ngoài trời rồi. Có nghĩa là phương án A nhé. Bạn nên để xe ngoài trời. Vậy câu này sai. Hoàn toàn trái ngược nghĩa. Để xe ngoài trời là một ý tiếng hay cũng vậy. À, tôi nói bạn không để xe ngoài trời thì ở đây nó không có cái công thức là tell somebody not. À, câu này có. I tell you not to go. Tôi yêu cầu bạn không đi bằng xe đạp. Câu này lại không liên quan. Vậy đáp án đúng câu 43 là phương án C. Tôi đã cảnh báo bạn về việc. Và cái câu này nó dùng công thức đó là warn somebody about. Được chưa? Warn somebody about có nghĩa là cảnh báo ai về cái gì? Câu 44. Chúng tôi đóng cửa để dành thời gian cho đào tạo nhân viên ngày hôm nay, có nghĩa là hôm nay chúng tôi không mở cửa. Đáp án A, chúng tôi có thể đào tạo bạn ở đây. Cái này đã không liên quan đến câu gốc. Được chưa? Phương án C, cửa hàng được điều khiển bởi nhân viên đã được đào tạo cũng không liên quan. Phương án D, cửa hàng không mở cửa cho đến ngày mai, được chưa? Cái câu này sẽ là sai. Cái câu này sẽ là sai vì sao? Bởi vì là trong cái câu này ấy, nó không đúng nghĩa với câu gốc đâu. Hôm nay đóng cửa nhưng ngày mai là mở cửa, đúng không nào? Đáp án đúng cái câu này sẽ là phương án B, chúng tôi không mở cửa ngày hôm nay vì hôm nay đào tạo nhân viên. Câu 45. Tôi không khỏe, Nam nói vậy. Vậy đây là Nam nói với mẹ rằng anh ta không khỏe thì cái từ she này sẽ sai này. Đáp án đúng phải là từ he này. Đúng không? Câu 46. Ông Long là một giáo viên rất nghiêm khắc. Bạn có biết ông ấy không? Vậy cái câu này thực tế là ông Long. Đúng không? Và him. Hai cái từ này nó có liên quan đến nhau thì chắc chắn ở đây mình sẽ phải dùng từ who để nối hai câu này. Câu này, do you know Mr. Long who is a strict teacher in our school? Vậy cái do you know này đứng đầu là đúng hết rồi. Do you know, vậy cái him này là sai rồi nhá. Đấy, phải có do you know Mr. Long. Phải who is, nhưng các con nhìn thấy là trong ba cái câu này đều không có who. Đấy, thế như vậy cái câu này chính là một câu rút gọn mệnh đề quan hệ. Và câu này đầy đủ sẽ là như sau này.
Câu C là phương án đúng, nhưng câu C chính là một câu rút gọn mệnh đề quan hệ thành một mệnh đề. Và câu này, các con nhìn câu như sau. Do you know Mr. Long? Who is? Được chưa? Đấy, và câu này, trong trường hợp này, cái câu này nó là rút gọn mệnh đề quan hệ. Nào nhá. Câu 47. À, cái trà này quá nóng để tôi uống, có nghĩa là tôi không thể uống cái trà này được. Đúng không nào? Phương án A, phương án B và phương án D đều không đúng về nghĩa. Đấy, tự ước cái trà này hằn nóng là không được rồi. Vậy tự ước cái trà này không nóng. Đáp án đúng câu này phải là phương án C. Câu 48. Một số người không tìm được chỗ ngồi trong buổi hòa nhạc. Một số người không tìm được chỗ ngồi, có nghĩa là không có đủ chỗ. Đáp án B, có quá nhiều chỗ, sai. Đáp án C, có nhiều người với cùng một chỗ ngồi, sai. Đáp án D, không có đủ chỗ ngồi, thậm chí cho vài người, có nghĩa là vài người cũng không được, không đủ chỗ ngồi, có buổi hội trường này chỉ có vài người thôi. Vậy đáp án đúng câu này phải là phương án A, không có đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người. Dẫn đến việc là vài người sẽ không có chỗ ngồi. Được chưa? Câu 50. Đây là một câu dùng để gợi ý. Mình cùng nhau đi bộ nhé. Đúng không? Thì cái câu gợi ý này mình dùng shall we go hoặc là how about cộng với going. How about cộng với động từ doing. Được chưa? Và cái câu này có nghĩa là thế còn đi bộ thì sao? Đấy. Đây chính là một câu dùng để đưa ra, dùng để gợi ý ai cùng làm gì. Thế như vậy là trong cái bài này cô đã chữa xong toàn bộ cái đề thi học kỳ. Và cái điểm thi của các con thì cũng đã có rồi, nhưng mà điểm thì nó cũng không cao.